Mặt trời có thể sưởi ấm và cung cấp cho bạn đủ lượng vitamin D, nhưng nó cũng ẩn chứa những tác hại vô hình. Bảo vệ làn da khỏi ánh nắng, không chỉ làm chậm quá trình lão hóa mà còn giúp làn da của bạn tươi trẻ hơn. Và bí quyết đơn giản nhất, nhưng mang lại hiệu quả cao chính là luôn mang theo tuyết kem chống nắng trong túi sách. Kem chống nắng La Roche Posay là một trong những hãng dược mỹ phẩm hàng đầu của Pháp. Nhưng liệu dòng sản phẩm này có phù hợp cho da dầu mụn và kiềm dầu tốt, như lời đồn không? Hãy cùng shop mình tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm này nhé! Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem chống nắng La Roche Posay là một trong những loại kem chống nắng nổi tiếng đến từ Pháp được chị em săn đón nhiều nhất hiện nay. Đặc biệt, hãng La Roche Posay đã cho ra đời nhiều dòng kem chống nắng phù hợp với từng loại da khác nhau. Liệu loại kem chống nắng nào của hãng giúp kiềm dầu tốt và phù hợp cho da dầu mụn? Để trả lời thắc mắc của chị em, thì hiện nay hãng cho ra mắt các sản phẩm phù hợp cho da dầu mụn của chị em như kem chống nắng La Roche Posay Anthelios XL Dry Touch. Đặc biệt ở em này là có chứa hoạt chất Elikium, phức hợp giúp kiểm soát dầu nhờn trên da bằng cách thấm hút mồ hôi, bã nhờn giúp da thoáng mịn hơn. Thứ hai là em La Roche Posay, Anthelios UV Mune 400 có lẽ được xem là chân ái của nhiều làn da dầu mụn hiện nay. Sản phẩm có kết cấu dạng sữa lỏng giúp thẩm thấu nhanh chóng trên da tốt hơn, dạng kem nên sẽ giúp da dầu giảm tình trạng bít tắc lỗ chân lông. Không chỉ vậy, mang lọc chống nắng đỉnh cao của sản phẩm còn giúp da được bảo vệ tối ưu hơn nữa đấy. Tiếp đến là gel chống nắng La Roche Posay, Oil Correct. Đây là sản phẩm khá mới trên thị trường hiện nay dành cho da dầu mụn. Sản phẩm chứa đến 8 màng lọc chống nắng hóa học và một màng lọc chống nắng vật lý nên sẽ giúp da được bảo vệ tốt hơn, ngăn chặn tác động của mặt trời hiệu quả. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa zinc C 0,1% 1 và hoạt chất Eliquium giúp hỗ trợ kiềm dầu, giảm tình trạng bóng nhờn trên da. Bên trên là một số loại kem chống nắng nhà La Roche Posay có khả năng kiềm dầu hiệu quả và rất phù hợp cho các cô nàng da dầu mụn nhé. Kem chống nắng La Roche Posay hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.